quý vị đang đến với phần thi trang phục áo dài do nhà thiết kế Liên Hương thực hiện. Ladies and gentlemen, you are enjoying the áo dài Vietnam section designed by Liên Hương Fashion. Thưa quý vị, trên nền vải ống ả của công ty dệt Thái Tuấn, gam màu tối chuyển sang màu sáng, tượng trưng cho ngày và đêm. Đặc biệt, ý nghĩa của cuộc thi hữu ngày này được thể hiện qua mặt dây đeo mà nhà tạo mẫu Liên Hương đã xem như biểu tượng của bộ sưu tập áo dài trong cuộc thi. Với một mặt trời chung cho cả nhân loại, có 12 tia tượng trưng cho 12 tháng, cũng là hình tượng trống đồng Đông Sơn. Những hoa văn sóng nước bao bọc xung quanh tượng trưng cho nền văn minh lúa nước của dân tộc Việt. Mặt trời và nước là hai nửa sự sống, giống như quy luật âm dương của tạo hóa, vừa đối kháng vừa hòa hợp cùng nhau. Và trên tất cả là tên của cuộc thi Miss Friendship of the World, cùng tên của nước Việt Nam được chạm trên mặt. Thưa quý vị, tính dân tộc còn thể hiện qua những chiếc nón được bền thắt công phu từ sợi mây, sợi cói và sợi lát, vừa mộc mạc nhưng cũng vừa đậm tính thời trang. Và đôi hài nhung đen được thêu lên những hạt cườm óng ánh mang tên cuộc thi cùng với hoa văn trống đồng Việt Nam. Tất cả hòa quyện với nhau như lời chúc cho sắc đẹp của các người đẹp, có ý nghĩa của cuộc thi cho tình hữu nghị của các dân tộc mãi mãi như thời gian. Forever is time. Tuấn đã chinh phục được tình cảm và sự tín nhiệm rất lớn của người tiêu dùng thông qua việc được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, và chốc lát nữa đây, ban giám khảo cũng sẽ bình chọn ra hai người mặc trang phục áo dài đẹp nhất. The Board of Judges is going to find out through Mrs. wearing áo dài the best style. Thank you.
trang phục Vestone do các nam người mẫu giới thiệu, do nhà may Huy Hoàng thực hiện.